khi mà nó ngậm miếng mồi vào miệng của nó mà cái lưỡi câu phóc vào mép của nó rồi, nó vẫn còn cơ hội sống đúng không? Như vậy thì cái lý do đầu tiên để con cá nó chết là do tham, nhưng mà lý do thứ hai là nếu mà nó đã lỡ bị lưỡi câu phóc mép rồi mà nó có cái gan mà nó chịu đau mà nó dính ra có thể sống đúng không? Nhưng mà vì nó không có gan, nó sợ đau, mà không phải thì đau, sợ là tham hay sân. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu rồi phải không? Lý do thứ nhất đó là nó không dằn lòng được, cho trước đó là cái tham đó, cho nên là nó bị mắc câu. Nhưng mà cái thứ hai đó là sau khi nó mắc câu rồi nó không có cái gan nó giật ra. Tôi ví dụ thôi, y chang như bao nhiêu thứ đam mê khác trong cuộc đời chúng ta có hai lần chết trong đời. Lần một gặp cái con nhỏ đó, gặp cái thằng đó mà mình không dằn lòng được, thế là bập vào cái quý giải chỉ bập vào. Mà khi đã bập vào rồi mà thấy khổ quá mà không có khả năng nhả cái thằng nó ra là khổ thêm lần hai. Lần một là chết như dạy thờ, lần hai chết là do ngu xuẩn. Như vậy thì mình thấy đời sống mình nó có đôi lúc ấy, nguyên cái kinh điển mênh mông mình chỉ lấy hình ảnh con cá là đủ rồi. Các vị sẽ hỏi tôi chứ tại sao dám nói như vậy, tại sao dám nói là chỉ hình ảnh con cá ăn mồi mà đủ cho Phật pháp. Xin thưa đó là kinh nói chứ mà tôi nói. Đức Phật ngài dạy rằng vị tỷ kheo tinh cần tỉnh giác tu tập thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ để diệt trừ tham ưu ở đời. Tham là thích thú, ưu là bất mãn. Nghe kiểu toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là thích thú và bất mãn, aphiccha domanassa, thích thú và bất mãn. Thì cái bước một, chúng ta là những con cá, chúng ta chết là do chúng ta không có kèm được cái tham. Mà bước hai, khi mà mình đã bập vô vào cái mình thích là mình sẽ không đủ cái gan để mình nhả nó ra, lại chết lần hai, lại là chết hiện. Nhớ nha cái này, nãy giờ nghe hiểu không? Lần một là không có cái gan từ chối cái mình thích, lần thứ hai không có cái gan để mà chấp nhận cái đau khi bỏ cái mình thích. Cho nên sáng nay tôi nói một số chuyện thế này, toàn bộ đời sống của chúng sinh nói riêng và sự hiện hữu của vạn pháp ở đời nói chung, nó chỉ nằm ở trong cái chữ nhân quả thôi. Nhân quả thôi. Tại sao mưa, tại sao không mưa, đó là những vấn đề nhân quả. Tại sao lũ lụt, tại sao khô hạn, đó cũng là vấn đề nhân quả. Tại sao thế giới bất an, tại sao gia đình không có hạnh phúc, tại sao cơ thể không khỏe mạnh, tại sao chúng ta không có được vui vẻ, tất cả đều là những vấn đề nhân quả. Nhân quả nó có hai, đó là nhân quả báo ứng và nhân quả kỹ thuật. Nhân quả báo ứng là sao? Đó là gọi là tiếng Pali gọi kêu là căm mắt quý bạc á, đó là nhân quả báo ứng. Có nghĩa là làm ác thì bị khổ, làm thiện thì được vui. Cái trường hợp đó được gọi là căm mắt quý bạc cả, nghĩa là nhân quả báo ứng nha. Còn trường hợp thứ hai là nhân quả kỹ thuật, có nghĩa là sao? Trời nóng mà không chịu mở máy lạnh thì nó nịch, cái là phải nhân quả không? Phải. Áo quần dơ mà không đem giặt thì mình sẽ bị ngứa ngáy khó chịu, bệnh nấm, bệnh da, đó là nhân quả. Cái đó phải là báo ứng, nhớ nha, nó là nhân quả kỹ thuật. Rồi khi một vị A-la-hán đi trong mưa, đi trong nắng, đi trong sương, vị đó vẫn có thể bị trúng nắng, trúng mưa và trúng sương, thì cái đó gọi là nhân quả kỹ thuật, nhân quả là nhân quả báo ứng, hiểu không? Thì hiểu chưa? Có hai thứ hai thứ nhân quả. Thì như vậy thì toàn bộ đời sống của chúng ta bị gói gọn ở trong cái nguyên tắc nhân quả. Có một điều trong các nhân quả đó có hai trường hợp, gọi là căm máu với ba cá và hê tú pha lá. Cái hê tú pha lá này nó chỉ cho cái trường hợp nhân quả kỹ thuật,
Mình lấy cái tai mình gõ cái này là nhanh, cái âm thanh mình nghe được là quả, tức là hen của flat, chứ không phải là cầm bóng quý vàng. Cầm bóng quý vàng cả tức là thiện và ác, quả thiện và quả ác. Ê, cái đó được gọi là nhân quả có ứng, đủ nhân quả kỹ thuật thế, chỉ là he tú pha lát thôi, nhớ ha. Nhưng mà tôi biết nói đây cái đề tài nó rất là khô, cho nên tôi phải nói cái nó hơi dân gian, hơi nôm na chút cho bà con hiểu. Toàn bộ đời sống của mình là một cái hành trình của cái sự dấn thân. Dấn thân là sao? Ngã bắt đầu bài giảng tôi mới nói đến hình con cá đó. Một dấn thân có hiểu dưới đây có hiểu dấn thân không ta? Dấn thân tức là chấp nhận sự thật, gọi là dấn thân. Dấn thân nó có nghĩa là sự khởi hành một cái cuộc đi, khởi hành một cuộc đi thì gọi là dấn thân, nhớ không? Chúng ta có bao nhiêu cuộc dấn thân? Cuộc dấn thân một, nghe cho kỹ nè, có bao nhiêu cuộc dấn thân trong cuộc đời người? Chuyện đầu tiên là biết lìa bỏ cái thân thuộc, cái thân quen, để mà tìm về với cái lạ, thì đó là cuộc dấn thân thứ nhất. Ở đây người làm nhanh nhanh chắc hiểu tôi nói cái gì. Hồi nhỏ đó, mấy tuổi mình đi học? Mấy? Sao? Trước 6 tuổi mình rất là sợ xa mẹ, đúng không? Một đứa bé mà nó muốn trưởng thành thì bước đầu tiên nó là nó phải có cái gan xa mẹ, đúng không? Rồi mấy tuổi mình yêu được? Nữ thập tam, nam thập lục, chỉ trừ trường hợp đột biến, trừ trường hợp đột biến. Có nghĩa là cái cuộc dấn thân đầu tiên của con người là gì? Là biết từ bỏ cái thân quen. Lúc đầu chúng ta ở trong bụng mẹ, chúng ta được mẹ nuôi dưỡng trực tiếp bằng cái cuống rúng, cuống rúng. Sau đó ra khỏi bụng mẹ và mụ cắt cái cuống rúng đó, có nghĩa là chúng ta đã hạn chế sự lệ thuộc của nó đẻ rồi, đúng không? Nhưng mà mình còn phải có sữa mẹ, và dần dần chúng ta không còn lệ thuộc vào sữa mẹ nữa, mà chúng ta chỉ còn vui chơi quanh quẩn bên cạnh mẹ, không còn bú nữa, đúng không? Nhưng mà phải quanh quẩn bên cạnh mẹ. Rồi thêm một chút nữa thì không cần phải cũng phải cọ quẹt va chạm với tay chân của mẹ, nhưng mà trong mắt phải thấy mẹ thì thấy ba má mình mới sống được, đúng không? Rồi. Và cuối cùng có một đến một tuổi nào đó, quý vị mới nói với tôi là 6 tuổi thì mình phải đi vào trường lớp, mình quen với thầy với bạn. Rồi sao nữa? Từ từ đến 8 tuổi 10 tuổi mình phải đi học mà không còn nhìn thấy ba má mà nó đi học được này. Rồi từ từ chúng ta mới là không còn cần nhìn thấy ba má nữa, mà cần nhìn thấy con nhỏ là mình thương, con Lan, con Cúc, con Đào, con Yến, thằng Tí, thằng Bèo, thằng Dũng, thằng Kiên. Chứ nhìn ba má thì ớn, bắt đầu là đi ngon hơn rồi đó. Rồi chúng ta rời khỏi cái mái trường trung học, chúng ta đi vào đại học, ra trường, chúng ta lập gia đình, và kể từ đó chúng ta đã chính thức không còn cái gì gọi là thân quen nữa. Cái thân quen của chúng ta lúc đầu là thân quen huyết thống của máu mủ, và cái thân quen bây giờ nó đã khác rồi. Cái thân quen của chúng ta bây giờ là thân quen của cái gì mình thấy thích, cái gì là mình thấy cần, thích và cần, lúc đó mới là cái thân quen của mình. Chứ chúng ta không có lệ thuộc vào máu mủ huyết thống như trước đây nữa, có nghĩa là mình đã trưởng thành rồi đó. Như vậy thì cái cuộc dấn thân đầu tiên của con người là gì? Là biết rời bỏ cái thân quen để chấp nhận cái xa lạ. Để chi ta? Để trốn khổ tìm vui. Nguyên cái cuộc sống của mình, cả cuộc sống của chúng ta, nó chỉ là cái hành trình trốn khổ tìm vui thôi. Mình đi tìm cái mình thích, và mình trốn chạy cái mình ghét. Tôi dám bảo đảm 1000%, 1000% là toàn bộ đời sống của chúng ta từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc vào quan tài chỉ là một hành trình của cái chuyện trốn khổ tìm vui, theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét, đúng không? Chùa giàu quá mà cái kho không có. Tôi về Việt Nam tôi ngán cái này quá, thì chùa nào cũng dắt dè hết trơn. Mà cái kho mua nổi kỳ lắm. Một cái đất nước mà sân góp nhiều hơn bệnh viện, khách sạn nhiều hơn là viện dưỡng lão. Rồi
Cho nên cái bước đầu tiên là chúng ta có cái khả năng, có khả năng lìa bỏ cái thân quen. Nhưng mà như vậy đủ trưởng thành chưa? Chưa, chưa. Lìa bỏ cái thân quen để tìm đến cái lạ, nó chưa phải đủ trưởng thành theo Phật pháp chưa? Cái bước dấn thân thứ hai mới ghê nè. Biết lìa bỏ cái thích để mà tập trung vô cái cần. Sáng nay rồi nhớ ghi cái này. Bước một là có cái gan lìa bỏ cái thân quen để mà là tiếp cận cái xa lạ. Bước hai là biết từ bỏ cái mình thích mà để tập trung cho cái mình cần. Đó là mình thấy nó có dấu hiệu của việc trưởng thành rồi đó. Cái này khó à, cái này khó. Có. Nếu có người hỏi tôi, nếu sáng nay có người hỏi tôi là tu Phật là tu cái gì, thì tôi sẽ nói là tu Phật là phân biệt được cái gì mình thích và cái gì mình cần. Nói vậy có đủ không? Nó cầm hai cái luôn đi, rất là lạ. Rồi xong luôn, không có nghe. Mình phải có cái rổ mà đừng như nhiều nhiều nữa thầy, nó không có quớt thầy. Ở đây có ai còn cái nào nữa đem lên luôn. Cả buổi tôi làm cái nghề tiếp thị micro, đi quảng cáo micro được không? Được, được. Tương lai Phật giáo Việt Nam tụng kinh thì quá máy, thuyết pháp thì không. Trời, toàn bộ đời sống của chúng ta, cái giá trị nó nằm ở cái chỗ là chúng ta có cái khả năng phân biệt được cái mình thích và cái mình ghét. Cái đó rất là khó. Tôi hỏi bà con tự trả lời thôi. Cái mình thích và cái, xin lỗi, phân biệt là cái mình thích và cái mình cần. Trong đời sống của quý vị, cái quý vị thích và cái quý vị cần cái nào nhiều? Chính quý vị trả lời nha. Rồi, cái thích và cái mình cần, cái nào làm khổ mình nhiều hơn? Nếu như vậy thì đó là lý do tại sao mình khổ, đúng không? Nó rất là toán. Bước một, cái ta thích là cái ta cần, thì cái ta thích nó nhiều hơn cái ta cần. Thứ hai, cái ta thích làm ta khổ nhiều hơn cái ta cần. Như vậy từ đó mình suy ra là đó là lý do tại sao mình khổ nhiều hơn vui, đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Nếu ai hỏi tại sao đời lại bị khổ thì trả lời được chưa? Trả lời rất là dễ. Cái trả lời như con thích vậy. Tôi nghe ông sư nói thế này: cái mình thích nhiều hơn cái mình cần. Phải. Cái mình thích làm cho mình khổ hơn cái mình cần. Thế đời là bị khổ. Qua được bị khổ là qua đời. Hiểu chưa? Cho nên cái cuộc dấn thân thứ nhất đó là biết lìa bỏ cái thân quen để tìm về với cái xa lạ. Cái cuộc dấn thân thứ hai là biết lìa bỏ cái thích để tìm về cái cần. Nhưng mà nói gì đủ không? Cần. Có bốn trường hợp. Một, trên đời này có những cái mình thích nhưng mà nó không có cần. Trường hợp thứ hai, ba, tư tự nói được không? Một là có những cái mình thích mà mình không cần. Trường hợp hai là, trường hợp một có những cái mình thích mà mình không có cần. Còn trường hợp thứ hai, cần mà không có thích. Trường hợp thứ ba, vừa thích vừa cần. Còn trường hợp thứ tư, không cần không thích. Có không? Tự mình phân biệt được không? Tức là có những cái mình thấy thích nhưng mà nó không có cần. Tại đông quá, nếu ít ít rồi hỏi, tôi hỏi quý vị cho tôi ví dụ được không? Có cái nào mình thấy thích mà mình không cần không? Cái gì mà nó không có giúp được cho sức khỏe, cho tinh thần, cho đời sống, cho gia đình, cho chúng sinh, thì cái đó gọi là cái thích mà mình không có cần. Có những cái mình cần mà mình không có thích, có không? Rồi tuổi này mình còn suy nghĩ nữa. Rồi có cái thứ ba, có cái mình vừa thích mà mình cũng vừa cần. Cái này dễ nè. Rồi cái thứ tư là có những cái mình không cần mà cũng không thích, đúng không? Như vậy thì cái cuộc dấn thân một trong đời người là gì? Là lìa bỏ cái lạ để về, để lìa bỏ cái quen để chấp nhận cái lạ. Trường hợp thứ hai là lìa bỏ cái thích
để tập trung cho cái càng đó. Rồi bây giờ nãy các vị nhớ không, đầu buổi giảng tôi nói đến chuyện nhân quả, bây giờ lắng tai nghe nè, cái này quan trọng nè. Cái thứ ba, đời sống của tất cả chúng ta chỉ là cái hành trình của nguyên tắc nhân quả. Nghe cho kỹ, toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là hành trình của nguyên tắc nhân quả. Những gì chúng ta thấy vui, thấy sướng, đó là quả lành của cái thiện quá khứ. Những gì chúng ta thấy buồn, thấy khổ, đó là cái quả xấu của quá khứ. Từ đó suy ra, cái thiện của đời này là nhân vui của đời sau, cái khổ, cái đau của đời này, ở cái thiện, cái ác của đời này là cái nhân cho cái khổ, cái đau của đời sau. Hiểu không? Hồi nãy giờ tôi nói hai chuyện rất là toát. Cái một là gì? Cái thích nó nhiều hơn cái cần, mà cái thích nó lại làm cho ta khổ nhiều hơn. Cho nên rõ ràng là đời này là mình khổ là vì cái thích nó nhiều hơn cái cần. Rồi cái nguyên tắc hai rất là toát, đó là vui sướng đời này là quả của thiện đời trước, buồn đau khổ đời này là quả của ác đời trước. Từ đó suy ra, thiện đời này là quả của vui sướng đời sau, và ác đời này là nhân cho đau và khổ đời sau. Mà cái dấn thân một là dám lìa bỏ cái quen để về cái lạ. Thứ hai, cái dấn thân hai là dám lìa bỏ cái thích để đến với cái cần. Cái dấn thân thứ ba, nghe cho kỹ, dấn thân thứ ba là dấn thân trong quả, và dấn thân thứ tư là dấn thân trong nhân. Có nghe giảng này chưa? Thông minh một tí là tôi đã giảng rồi. Thông minh một tí thôi là tôi đã giảng rồi. Mà một tí cũng không có nữa, thôi tôi giảng luôn. Cái dấn thân thứ ba là dấn thân trong quả, và dấn thân thứ tư là dấn thân trong nhân. Dấn thân trong quả là sao? Người không có biết tu, khi gặp cái ngọt ngào thì gục cái mặt, cắm cái đầu trong đó, không có cái gan, không có cái gan nhảy ra khỏi cái đam mê đó. Nghe kịp không? Có không? Ở đây có ai khi mà có tiền, có nhan sắc, có sức khỏe rồi cái quên tu có không? Tôi nói đừng có buồn nha, chứ quý vị trước mặt tôi một tháng kiếm được chừng 20.000 đô la, sáng nay có mặt đây không? Đây có mình vô đó là gan nhất, dám gần một tháng mà kiếm được 20.000 đô la đó, thôi cho 30 cái nó dễ làm có. 30 tháng kiếm được 30, tức là 10 ngày kiếm được ngàn, kiếm được 10.000. Thì bây giờ cái gì đâu có dám vô đây nghe pháp. Thất thu, thất thu, thất niệm không có sợ mà thất thu. Lương tâm không có bằng lương thân. Cho nên là nhờ xấu, nghèo, bệnh, già mới lết vô đây nghe pháp. Chứ thử bây giờ mà nó bây giờ ngủ nghỉ dương ra mà các em nào em ấy chân dài như là người mẫu hết. Trong nhà băng mở check internet thấy nhà băng có 50 tỷ ở trong, soi gương thấy mình một con nhỏ cực đẹp, trai đẹp bu quanh đầy nhà, quỳ lạy van xin mình ban cho chút tình. Thử mình có đi chùa không? Còn khuya khó. Cho nên cái dấn thân thứ ba là gì? Là sự dấn thân trong quả. Có nghĩa là khi gặp cái quả lành, không có cắm đầu ngục mặt ở trong đó mà quên tu. Khi gặp cái quả khổ, không có nhòe nhòe nước mắt mà quên tu. Có ai khổ quá quên tu có không? Có. Tôi thương ở chỗ là trời nóng mà quý vị vẫn đến đây nghe pháp đông. Đó là quý vị đang dấn thân vào cái khổ đó, hiểu không? Dấn thân vào cái quả khổ ấy. Có người nóng quá họ không có muốn tu, không muốn nghe pháp nữa. Sướng quá cũng không muốn tu, không muốn nghe pháp nữa, phải không? Mà đằng này khi mà mình nhận quả lầm hay là nhận quả khổ thì mình vẫn có thể tu được.
thì đó được gọi là dấn thân trong quả. Vậy thì nãy giờ mình có bao nhiêu cái dấn thân rồi? Nãy giờ mấy rồi? Một là dấn, một là dám. Dám gì ta? Bỏ quen về với lạ. Thứ hai là bỏ, bỏ thích về với cái cần. Thứ ba là dấn thân trong quả, có nghĩa là không bị quả khổ, quả sướng làm chao đảo tâm tu. Hiểu không? Cái này quan trọng lắm nha. Quả khổ với quả sướng nó đánh gục không biết bao nhiêu người. Có người sướng quá tu không được, có người khổ quá tu không được, còn có người trường hợp nào cũng tu không được. Có. Mà ở đây hầu hết là nằm trường hợp thứ ba. Trường hợp một là sướng quá tu không được nhưng mà khổ tu được. Còn có cái tên nó khổ tu không được nhưng mà sướng nó tu được. Còn có tên sướng khổ đều tu không được. Mà cho nên cái trường hợp, cái dấn thân thứ ba đó là dấn thân trong quả. Có nghĩa là đời có đắng cách mấy, có ngọt cách mấy vẫn tu bình thường. Đấy, nó gọi là dấn thân trong quả. Còn cái dấn thân trong nhân là sao? Có cái gan, có đủ cái gan, cái sáng, cái gan mà cái sáng để mà nhận diện được đây là thiện, đây là bất thiện. Tôi nói cái này bà con sốc, nhưng mà không nói không được. Trong 100 người đi chùa, trong đó có bao nhiêu phần trăm đi bằng tâm thiện, tâm lành là một. Trong số những người đi chùa bằng tâm lành ấy, thì 3 tiếng đồng hồ trong chùa có bao nhiêu phần trăm thời gian là tâm lành, là bao nhiêu phần trăm thời gian là tâm không lành? Hiểu không? Hiểu không? Đừng có thấy cái bà nó bắt đội cái bộ đại y trên đầu, nó đi nó văn răng nó cười tưởng nó là hoan hỷ, chưa chắc còn là kiêu mạn không. Có không? Kiêu mạn đại thí chủ vô ngồi ở đây để ý bà nó có mặt đẹp hơn mình là mình đã ganh tị rồi. Mình thấy bà nó thân quen với chư tăng nhiều là mình thấy không có vui rồi. Mình thấy chư trụ trì cho bà cái sự chửi mà không cho mình là mình thấy không có vui rồi. Mình thấy bà vô đây với bạn bè nhiều quá là mình không có vui rồi. Nhưng mà bà gặp mình mà bà quên chào là thấy không có vui rồi. Có 100.000 lý do để mà mình bất thiện khi mình đi chùa. Và khi mình ngồi thiền ấy, mình phải phân biệt rất là rõ cái thời gian mình định tâm và thời gian mình buồn ngủ. Có rất là nhiều người cứ tưởng là mình ngồi thiền lâu, nhưng mà tối nay về thử ra, ngồi thử một tiếng thì trong đó có bao nhiêu phần trăm thời gian là chánh niệm, bao nhiêu phần trăm là nghĩ lung tung. Cái tình trạng cái đó gọi là tại bất tại. Nghe có nghe chữ gì chưa? Tại bất tại có nghĩa là thân ngồi ở đây mà cái tâm nó ở ta bà tám cội, gọi là tại bất tại. Thân ở đây mà trường hợp nó nhiều lắm. Cho nên tôi bên thị sĩ đó, bên Mỹ nữa, Việt Nam nữa, có nhiều người làm cho tôi khóc giữa đêm, chị biết không? Họ không có học giáo lý, mà khi họ nói chuyện phone với tôi xong đó, con xin phép sư con ngưng ở đây để con vô con ngồi thiền một chút. Mà khoan đó, xin hứa con nghe, xin hứa con sẽ dạy giáo lý cho con nghe. Nghe nó thấy mặt cười chỗ nào không? Giáo lý thì không có biết gì hết, mà con xin phép con vô con ngồi thiền một chút. Nó cũng giống như là ngành dược chưa học nghề nào, mà con xin phép vô vô con chế thuốc, bào chế thuốc. Cho nên những ai cũng nói mình thiền hết, mà tôi đang có thắc mắc biết họ thiền cái gì. Mình nấu ăn mình cũng phải học, nhưng mà nấu ăn á thì nó gồm toàn là nó thứ cụ thể thôi: muối, đường, gạo, nếp, rau, trái, củ, quả, cá, tôm. Còn là mấy thứ cụ thể mà mình còn phải học. Trong khi đó cái tâm nó vô hình vô tướng mà mình không học, mình không biết nó ra làm sao thì là thiền, thì thiền cái gì? Không biết gì hết. Cho nên chúng ta không có khả năng biết được cái gì thiện và bất thiện trong lòng mình. Không biết cái ganh tị mặt mũi nó ra làm sao, cái bụng xịn, cái kiêu mạn, cái tà kiến, cái hoài nghi, cái phóng dật,
cái hôn trầm, chúng ta không biết, không biết mặt mũi của mỗi cái ra làm sao. Tôi biết những người ngồi trước mặt tôi lụm đại ra, tôi nhận đại một người ngẫu nhiên, tôi hỏi có bị hôn trầm là gì, tôi biết không? Ở đây có ai biết hôn trầm là gì không? Một rừng người chỉ có một người thôi, mới tự gây bị liệt hay sao không dám dơ lên. Thấy chưa? Thiền đó. Ở đây có ai biết bụng xỉn là gì không? Biết. Tôi hỏi các vị nha, tôi là một người cư sĩ, tôi đi chùa, tôi thấy cái bà đó bà than quá, tôi không có thích chơi bạn nữa, cái đó là thiện hay bất thiện hả? Tôi ghét cái ác mà vẫn là bất thiện hả? Chắc không? Chắc hả? À đúng rồi, nó là khác này. Bởi vì người Việt Nam có cái câu thế này, tôi không có phải là tôi ác, không phải là tôi xấu, nhưng mà tấm tôi cái gì phải thì thôi, có nghe câu này không? Cái gì phải thì thôi. À, mình bắt đầu mình nói xấu ai, mình hay tôi nói không phải nói, có không? Khi mà mình bắt đầu nói xấu người nào đó, mình hay như nói như vậy đó, tôi nói không phải nói, là bắt đầu nói xấu mà nó không còn non nước nữa. Thì mình phải có cái gan, mình thấy đó là bất thiện. Khi mà mình bắt đầu một cuộc nói chuyện phiếm luận, cái phiếm luận không? Khi đầu bắt đầu một cuộc phiếm luận là mình phải có cái gan, mình đứng dậy bỏ mình đi. Chưa hết. Mở cái email ra, có cái gan, biết rằng cái mấy cái email này không cần thiết để đọc, xóa liền, làm được gì đó không? Biết. Đây là cái email của cái người rất là ghét mình có gan không đọc không? Và đây là con người rất là thương mình có gan không đọc không? Sáng nay là tôi phân vua cho hết. Có nghĩa là mình phải có cái gan, mình làm việc với cái nhân của mình. Dấn thân, một là dấn thân trong quả. Dấn thân trong quả nha, dấn thân trong quả. Có nghĩa là nó đắng cánh mấy, nó ngọt cánh mấy, mình vẫn sừng sững và lừng lững. Sừng sững và lừng lững đi tới. Đó là dấn thân trong quả. Còn dấn thân trong nhân là mình phải có cái gan, mình biết đó là bậy, biết đó là không cần thiết, được không? Đó là dấn thân. Chưa hết, cái này mới ghê nè. Chúng sanh trong vô lượng vũ trụ chia ra làm nhiều cấp. Cấp một là sống chết buồn vui, sống chết buồn vui trong vật chất, sống chết buồn vui trong vật chất, đó là chúng sanh cấp một. Chúng sanh cấp hai là chúng sanh ly dục, có nghĩa là họ nhàm chán cái chuyện mà cọ sát va chạm, chìm sâu đắm đuối trong vật chất mà chán, họ chỉ muốn tu thiền, từ sơ thiền cho tới phi tưởng. Cái hạng này gọi là hạng ly dục. Hạng thứ ba là thấy rằng mọi hình thức hiện hữu đều là không bền, đều là khổ, đều là vô ngã. Mọi hình thức hiện hữu nằm gọn trong bốn chữ vô: vô nghĩa, vô ích, vô bổ và vô vị. Cái hạng này là hạng khó nhất. Cái hạng thứ nhất là đắm chìm, sống chết buồn vui trong vật chất, sống hoàn toàn lệ thuộc vào vật chất, không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không sờ chạm cái mình thích, thì họ gọi đó là khổ. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và sờ chạm cái mình thích, họ gọi đó là hạnh phúc. Cái hạng này nè, được gọi là hạng dục giới. Hạng thứ hai gọi là hạng ly dục, tức là hạng chứng các tầng thiền. Hạng này hiếm, nhưng mà hạng thứ ba còn hiếm hơn nữa. Có nghĩa là họ thấy rằng cái vật chất là đáng chán, đời sống tinh thần giàu cao khiết thanh tịnh đến mấy vẫn là đáng chán. Họ thấy mọi hình thức hiện hữu đều là vô nghĩa, vô bổ, vô ích, vô dụng, vô vị. Chúng ta biết được cái này chúng ta mới thấy sợ nè. Không có ai trong chúng ta mà chưa từng
Không ai trong chúng ta mà chưa từng đi về cõi phi tưởng phi chỉ tưởng. Không ai trong số chúng ta ngồi đây mà chưa từng là đế thích, ác ma thiên tử, chuyển lưng thánh vương, chưa từng. Ai cũng đã từng hết. Và không ai trong số chúng ta mà chưa từng làm con giun, con dế, con trùng chỉ. Con trùng chỉ không? Trùng chỉ là con gì? Cái con mà con bánh hỏi ở dưới cống á. Đây ai bánh hỏi biết không? Bánh hỏi nó màu trắng, còn cái con trùng chỉ nó màu đỏ, để cho mấy con lăn quanh nó ăn ấy. Mà nó mọc một nùi, một lọn vậy đó. Tôi gần nó lắm, tại vì ngày xưa là tôi đi học ở trường Già Lam ấy. Già Lam Gò Vấp ấy. Thì tôi ở nhà cô Phật tử ở rạp Đông Dì, phía trước nhà có cống. Thì sáng sáng tôi đi ngang tôi gặp nó mấy lọn ở dưới. Tôi nhìn nó tự nhiên tôi về tôi hết muốn ăn bánh hỏi luôn. Mà rồi quý vị biết con hào không? Con hào là cái con mà nó bám đá đó. Có biết không? Nếu mà biết nhiều trưa nay đi ăn seafood là biết à. Thì chúng ta đã vô số lần làm cái con đó. Vô số lần làm cái con hào đó. Làm trùng chỉ, làm con hào. Vô số làm con giun đất. Vô số lần làm cái con bù mắt. Vô số lần làm Phạm Thiên Đế Thích. Vô số lần về cõi phi tưởng. Nhưng mà rồi sao? Hết cái thân đó nó qua thân khác. Và hôm nay chúng ta được mang thân người. Khuya nay chúng ta bắt thở. Về đâu trời biết. Về đâu trời chỉ cái Chúa biết. Thấy như vậy cho nên vì nó mới thấy ngán. Thấy vì nó mới là buông hết. Thấy rằng cái đời sống vật chất nó tầm thường, nó hèn kém đúng. Nhưng mà lên tới các cảnh giới thiền định á, nó cũng là một cái sự là tạm thời. Và thấy rằng cả đời sống của người hưởng dục và ly dục đều chỉ là sự đắp đổi. Sự đắp đổi luân lưu, lúc về lúc khác. Cho nên vị đó mới muốn chấm dứt sinh tử. Nhưng mà khổ thay, cái cơ hội là được gặp chánh pháp, được gặp minh sư thiện hữu, hiền thánh, chư Phật không có nhiều. Cho nên có những người cầu giải thoát nhưng mà đi sai đường. Cho nên chúng ta hôm nay may mắn, chúng ta có được thân người, có được gọi là các căn, không bị khuyết tật, không bị mù, không bị câm điếc, không bị tâm thần. Chúng ta được ăn học, biết chữ, chúng ta đi nghe pháp. Thì đó là cái may mắn. Nhưng mà chúng ta biết rằng tắt thở rồi thì đi về đâu thì khó biết. Cho nên cái dấn thân thứ tư là dấn thân trong tụng nhân. Có nghĩa là mỗi ngày phải có cái gan biết rằng mình hồi xưa mình không có tu thì mình để ý coi mình bữa nay mình khỏe hay là mình bệnh, rồi mình vui nhiều hay là buồn nhiều. Nhưng mà tu thêm một bước nữa là mình coi bữa nay mình thiện nhiều hay ác nhiều. Rồi thêm một bước nữa là coi tự mình xét xem một ngày như vậy mình sống trong lý tưởng giải thoát được bao nhiêu phần trăm. Mình tập làm sao mà trời nóng cũng nghĩ đến chuyện niết bàn, đau khổ buồn giận tê buốt nhức mỏi cũng nghĩ đến cái chuyện niết bàn, mong không còn tái sanh nữa, không còn chịu cái cảnh này nữa. Mỗi lần đi tắm thì tự nghĩ rằng vì có cái thân này nó mới có nóng nực, mới có dơ bẩn, mới có tắm gọi. Mỗi lần ăn cũng nhớ vì có cái thân này mà mình phải đem mình thồn, mình nhét mấy cái đồ vô trong miệng của mình, rồi để là mai chiều tống nó ra. Người không có học đạo thì thấy ăn đó là hạnh phúc, nhưng mà có học đạo thì thấy rằng miệng là cái thùng rác, mình tống rác vô rồi chiều nó đi ra cửa khác. Tôi biết cái đó không? Tôi biết cái đề tài này là bà con thấy khô lắm, nhưng mà đó là một cái pháp tu mà phải tu ngay từ bây giờ để nay mai nè, nằm trong cái giường bệnh ấy, nhớ các bài giảng sáng nay. Cảm ơn không kịp nữa, lúc tôi cũng đi nước rồi. Ngay bây giờ cũng phải nhớ mình là cái xác chưa có chôn. Ngay bây giờ phải nhớ mình là cái xác chưa có chôn. Phải nhớ mình là cái thùng rác. Đúng nghĩa đen. Nghĩa đen thôi, mình là cái thùng rác. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Mình thích ăn
Vậy nên mình thấy ăn ngon là hạnh phúc. Chứ mình giả định như mình không có mũi, không có lưỡi, mình chỉ ăn để mà nuôi cái thân, lúc giờ ăn nó là cực hình, có đúng không? Ai hiểu tôi nói gì không? Ví dụ như bây giờ cái miệng không có nằm đây, mà nằm ở đầu gối đó, có cái lỗ. Mỗi ngày mình lấy cơm, bánh, cháo, trái cây, rau, cải, củ quả, không có lỗ, mình nhét vô, nhét vô. Nhét vô chừng nào mình thấy cái bắp vế mình nó phù lên, biết nó no rồi, cái mình lao lao rửa rồi cái mình vô mình ngủ. Lúc bây giờ cái ăn nó có phải là hạnh phúc nữa không? Còn cách khác, nhai 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 nhả thì cái bệnh đi lông, nhai 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 nhả thì bệnh đi lông, xong rồi đeo cái bệnh đó, đeo cái túi đi lông trước ngực rồi mình ngủ được không? Không. Vậy chứ bây giờ mình nuốt vô trong cho cái mình đánh răng, cái mình ngậm kẹo mặt hà, mình uống nước trà, cái mình thấy mình thơm, mình có thể hôn một cách rất là bậy mà. Lấy hai một cái thùng rác cắm vào nhau là mình thấy hạnh phúc, đúng không? Đúng không? Hai cái thùng rác gắn vào nhau mình gọi đó là hôn. Mà trong khi bên trong rồi nó tàn trữ bao nhiêu cái đồ quá cắp rồi này. Mình ăn là nhả, uống là nhả vô cái túi ni lông mình đeo trước ngực mình ngủ cũng được, nhưng mà khi mà mình nuốt hết vô trong đó, thì mình ngủ được vì mình không có thấy. Như vậy là mình sống sống trong cái dạy thờ mình có hay. Cho nên cái dấn thân một là có cái gan bỏ cái quen để về cái lạ, cái tiến bộ hai là bỏ cái thích để về cái cần, cái thứ ba là không để cho cái quả lầm quả khổ nó chi phối cái tâm tu, cái thứ tư là có cái gan nhận diện nhân nào là nhân xấu, nhân nào là nhân thiện, đúng chưa? Và cái dấn thân cuối cùng tôi muốn nói trong bài giảng sáng nay, cái này là khó nhất, đó là biết nhìn thẳng vào cái bản chất vô nghĩa của cái sự hiện hữu để mà chối từ nó. Có người hỏi tôi mặc pháp là sao thì tôi đã nhớ mình đã trả lời rất là nhiều lần là như thế này. Thời Phật, khi Phật dạy thân này là vô nghĩa, là vô dụng, người ta bỏ, người ta đi tu. Nhưng hôm nay Phật tử đi chùa nghe mấy cái đề tài này không có thích. Phật tử hôm nay đi chùa theo cái cách là lụm ve chai. Thầy Phật người ta đi chùa theo cái cách là đổ rác. Có hiểu không? Đổ rác là sao? Thấy cái gì rác là bỏ. Phật dạy cái này là vô thường, họ buông liền. Phật dạy cái này là khổ, họ buông liền. Phật dạy cái này là phiền não, họ buông liền. Phật dạy cái này là nhân lành quả lành, nhưng mà nó vô thường vô ngã, họ bỏ liền. Phật dạy cái này là nhân lành quả, cái này là quả lành quả xấu, họ buông. Họ ngày dạy họ cái này là nhân xấu quả xấu, ngày dạy cái này là quả lành quả ác, họ buông. Mà ngày dạy đây là nhân lành nhân ác, họ buông. Còn người thời nay thì không. Nghe được kỹ, nghe được kỹ tôi nhắc lại nha. Thời Phật, Phật dạy cái gì là vô ngã vô thường người ta buông liền. Mà cái gì vô ngã vô thường? Nhân lành không, quả lành quả xấu là vô ngã vô thường. Nhân lành nhân xấu vô ngã vô thường, họ nghe họ bỏ hết, họ bỏ cả nhân lành quả lành nhân xấu quả xấu. Còn người thời nay thì sao? Khi được học đạo biết đây là nhân lành quả lành, nhân lành thì là biến tu, mà quả lành thì đam mê, có không? Nhân thời xưa đó họ tu nhân lành là làm thiện nhưng mà không màng cái quả thiện. Còn người thời nay thì ngược lại. Thầy Phật là thiết tha nhân lành nhưng mà coi thường cái quả lành. Ở đây có không học Di Đà có hiểu cái quả lành là gì không ta? Cái gì mà ngọt ngào sung sướng là quả lành. Bây giờ nó lầu ra không học giáo lý, nghe mấy cái này không hiểu là chỗ đó. Là tôi nói là thêm thù đi chùa mấy chục năm cái nghe giảng cái gì đó, vậy nó lòi đó. Thấy bây giờ tôi về tôi giảng là tôi muốn móc cho ra cái đó, đi mấy chục năm tôi nghe cái đó, bây giờ nếu tôi ngưng được tôi giảng chỗ đó. Trời, nhân lành là tất cả tâm thiện là nhân lành, tất cả những gì mình nói làm suy nghĩ là nhân lành, tất cả những gì nói làm suy nghĩ bằng tâm lành thì nó gọi là nhân lành, tất cả những gì mình thấy ngọt ngào vui sướng đó là quả lành. Hiểu chưa? Tất cả những gì mình nói làm suy nghĩ bằng tâm xấu thì đó là nhân xấu.
Tất cả những gì làm cho mình thấy đau đớn, buồn khổ thì đó là quả xấu. Bây giờ xong chưa? Bây giờ quý vị thấy bao nhiêu năm đi chùa không được học, còn là cúng dường không? Cho nên Phật Pháp ấy, nó có nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 ấy, là cái chuyện thực chứng. Giai đoạn 2 ấy, là chỉ còn cầu phúc thôi. Đa phần Phật tử hôm nay đi chùa chỉ cầu phúc. Ung thư thì đứa nào cũng thấy mặt xanh lét như đít nhái vậy đó. Mẹ nó chưa có bị thì nó yêu đời, mặt xấu quá mà ráng tin mình đẹp. Gần chết mà cứ ráng tin mình trăm tuổi. Bệnh đầy người hết rồi cứ tưởng mình là khỏe mạnh. Thời này có cái đó không? Sao không dám gần? Xấu quá mà tưởng mình đẹp. Nói ra không có tin. Vậy chứ quần là áo lụa là mình phải tin mình đẹp, mình thấy quần là áo lụa đúng không? Mình không tin mình đẹp, mình là sao mình phấn son? Nếu mình không nghĩ mình sống lâu thì sao bữa nay mình còn tà tà? Có thu nhập khá hơn ngày trước, mình cứ tưởng mình giàu. Mà thật ra nó sửng mà dè mấy hồi, mình cứ giàu mà bằng bà Trương Mỹ Lan không? Muốn mất rồi nó mất. Mình có giàu 5K không? Muốn mất rồi nó mất. Mắt là mắt, mà không cần mắt, chỉ cần bác sĩ nó ung thư một phát thì bao nhiêu mà Trương Mỹ Lan cũng bằng không. Cho nên nhớ cái thời mà thời người chánh pháp và thời mạt pháp khác nhau chỗ nào? Thời chánh pháp là người ta tạo nhân lành, thiết tha nhân lành mà không màng quả lành, tránh nhân ác, nhưng mà khi gặp cái quả ác người ta vẫn thanh thản. Nghe thì kỹ nha. Thiết tha nhân lành nhưng không màng quả lành, tránh xa nhân ác, nhưng mà khi chịu quả khổ thì lòng thanh thản. Còn thời mạt pháp không thiết tha nhân lành, chỉ thiết tha quả lành. Suốt ngày cắm đầu trong nhân xấu mà gặp quả xấu thì run bắn lên. Đó là thời mạt pháp. Thì tất cả là năm cái dấn thân. Dấn thân một là có cái gan bỏ cái quen về cái lạ. Dấn thân hai là bỏ cái thích về cái cần. Dấn thân ba là dấn thân trong quả. Dấn thân trong tư là dấn thân trong nhân. Và dấn thân trong thứ năm là cái gì? Bỏ sanh tử về với giải thoát. Đó là năm cái dấn thân. Thì hỏi tự mình, hỏi lòng mình sao cái bài giảng sáng nay, mình coi trong năm cái dấn thân đó đó, mình đã ở cái tầng nào? Tầng 1, mình có bỏ được cái quen nó về với cái lạ chưa? Ai cũng có lấy vợ lấy chồng hết chắc là được rồi đó. Ai cũng muốn định cư nước ngoài thì có lý rồi đó. Nhưng chưa đâu. Cái hồi nãy tôi tính giảng sâu mà tôi thấy trời nóng quá tôi sợ. Bỏ quen về cái lạ nó có cái sâu chỗ này nè. Là bỏ đi cái con người cũ của mình để về với con người mới. Bỏ đi cái dấu cái lối mòn ấy. Đa phần chúng ta sống trong lối mòn có đúng không? Chúng ta sống trong lối mòn có đúng không? Lối mòn có dư luận thiên hạ như vậy mà mình đi ngược lại nó kỳ. Lối mòn hai là lối mòn của bản thân. Đó giờ mình quen như vậy thì mình bỏ được, có đúng không? Tự hỏi lòng mình, mình sống toàn là lối mòn. Có nghĩa là tuy mình bỏ quê cha cách tổ về nơi trời xa xứ lạ, nhưng mà chúng ta vẫn mang theo cái phương trời cũ của mình. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, có một ông họa sĩ miền Bắc di cư vào Nam. Khi đi vào Nam vẽ bức tranh Chùa Một Cột, Thiên Mụ và Chợ Bến Thành. Xong rồi các ghi câu ấy, chúng ta đi mang theo quê hương. Tôi nghe hiểu, chúng ta đi mang theo quê hương. Cái câu đó rất là nhiều người Việt Nam biết, nhưng mà hiểu về Phật Pháp câu đó sâu lắm. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng mang theo cái quê hương của mình, tức là mang theo cái con người cũ của mình, thói quen của mình, tập tính của mình. Tập tính tức là thói quen ấy. Đi đâu cũng được mang theo cái đó. Và nhà thơ Vũ Hoàng Chương có một câu là chúng ta mất hết chỉ còn nhau. Câu rất là hay. Chúng ta sẽ có một ngày chúng ta mất hết, nhưng mà chúng ta còn là nguyên si cái con người cũ của mình.
luân hồi bao nhiêu kiếp, bỏ bao nhiêu lần, bỏ cái thân sanh tử, nhưng mà cái con người cũ mà mình phải bỏ, cho nên hôm nay chúng ta còn ngồi cằn nhằn ở đây nè. Chúng ta bất khác chỉ còn nhau, chúng ta đi mang theo quê hương là chỗ đó. Chúng ta suốt một dòng sinh tử chúng chỉ sống bằng thói quen thôi, mà lời vẫn dạy là chúng ta phải có cái gan lìa bỏ thói quen cũ, những thói quen không cần thiết, có cái gan là không phải là chuyện dễ. Đa phần chúng ta sống theo cái lối mòn của quần chúng, của thiên hạ vạch sẵn ra cho mình. Mình ngại, mình ngại không chấp nhận cái lạ lắm. Cho nên thiên tài là gì? Thiên tài là cái người mà họ có thể muốn người cao lên khỏi cái tầm cao của đại chúng. Muốn trở thành một đại nhân là mình phải có cái nhìn nó khác thiên hạ một chút, khác đây phải là dị, khác đây nghĩa là không kẹt trong lối mòn. Có bao nhiêu người giống như Elon Musk, là Bill Gates, Stephen Jobs, có được bao nhiêu người Einstein, có được bao nhiêu người Stephen Hawking, có bao nhiêu người được như Jack Ma, có bao nhiêu người được như Phạm Nhật Vượng, bao nhiêu người? Không có nhiều, là vì người ta cứ làm bày đàn, bày đàn, bày đàn. Mà bày đàn là gì? Là kiếm và mối, kiếm và mối, chứ là sống như kiếm và mối. Có bao nhiêu người mà được như là Ngài Xá Lợi Phất, có bao nhiêu người được như là Đức Phật, là vì chúng ta sống trong cái tâm thức, cái tâm tình của kiến và mối. Chúng ta sống trong cái tâm tình của bài đàn, chúng ta sống theo lối mà cái thói quen, chúng ta sống theo cái lối mòn, chúng ta sống theo cái sự quy định và mặc định của tập thể quanh mình. Tôi nói tiếng Việt các vị có nghe kịp không? Khó nghe lắm đó. Thời gian bao lâu rồi? Một tiếng đồng hồ rồi. Để nghĩ lại anh cho chứ. Ok. Trước thứ nhất là hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh trong vô lượng thế giới. Đặc biệt là chúng ta hãy nghĩ đến tất cả thân quý của chúng ta, hiện tiền hay quá vãng, đời này hay là kiếp khác. Mong cho tất cả được sống trong cái nhân lành quả lành, và bản thân chúng ta cũng luôn luôn sống trong cái nhân lành quả lành. Và làm gì thì làm phải có cái gan để mà dấn thân theo năm cái cách mà tôi vừa nói. Chúc các vị một ngày vui.